mình cho mua vé mã logo thông báo. Đây này, đi đi ra bắt con bé con này. Ăn nước, cho ăn miếng này nghe này. Đói hồi sáng giờ không ai cho ăn, bây giờ ăn ghê gớm. Chim công rất nhiều. Ăn cá sấu rồi đó, thì mình sẽ đã di chuyển cho em qua ngôi nhà của loài chim lớn nhất thế giới nè. Cổng à, cổng vô vườn thú nha, để bản rồi mình vô vườn thú mình tham quan cái vườn thú á. Đường nó vô xa lắm rồi, giờ này cũng chiều rồi, đường nó xa, nó đẹp không, đường nó rất xa. Xin chào mọi người nha, hôm nay mình đưa mọi người đến thăm vườn thú ở Ninh Thuận. Đó, cái đường này đường mình đi vô nè, ở trên là nó làm năng lượng mặt trời đó, pin năng lượng á, nó pin năng lượng ở trên vậy đó. Mình chạy ở dưới, mình chạy xe ở dưới đường bê tông, hai bên là nó làm măng tây. Dân ở đây người ta làm măng tây á, hai bên có đám thì nó chưa trồng, có đám nó trồng rồi. Màu xanh xanh đó là hai bên là măng tây á. Mình đưa mọi người tới thăm vườn thú Ninh Thuận, coi những loài chim, loài đồ. Mọi người theo mình nha. Có voi nó trồng để cho thú ăn. Mới vô chú ngựa, ngựa con, ngựa mẹ có ngựa con. Bãi đổ xe để khách du lịch người ta vào tham quan. Nho này mua chưa bông, đang ra bông sau thấy chùi á. Bán hướng dẫn này. Trăm ba chục ngàn, sáu mười lăm ngày lòng trẻ em, 6 cm miễn phí. Mùa vé rất đông, đi đợt này ở đây người ta có đi du lịch cũng đông lắm. Cảnh là đứng ở ngoài mình quay vô nè, đỡ nữa là mình quay cho mọi người vô trong nha. Cô vô đây ngồi chờ, tập trung có người dẫn đi hả. Cảnh nè, quay cá nè, cá gì, cá trình nè. Cá trình á, cái em này cá trình, nuôi cá trình. Mọi khi là nó quạt gió máy bay rồi. Đi nó trồng hoa rất đẹp, đầy vườn thú ở Ninh Thuận á. Mọi người giờ Ninh Thuận tham quan vườn thú này rất đẹp tuyệt vời. Cảnh vườn hoa. Mình mua vé rồi mình vô trong này là mình chờ theo tour có người dẫn đi. Việc chim cảnh đẹp à, người rất đông. Chờ theo tour mình dẫn đi. Có hướng dẫn viên nó dẫn đi chim. Vườn hoa
vàng đó, nguyên một cây nó rất vàng, mai mai thiệt nha, nó vàng ươm à. Trong này thì nó cũng trồng bắp đùa cảnh, bắp cảnh. Bây giờ mình đang chờ đợi để mình theo tua vô, nó dẫn nó vô. Phong cảnh là nó làm ba bữa xuân nó rất đẹp. Mình vô là tập trung để cho hướng dẫn viên nó dẫn cho mình đi tham quan. Rất đông. Giờ vô kiểm soát vé nè. Có anh nhân viên kiểm soát vé. Kiểm soát vé. Đây 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 cho thỏ đồ nó ăn. Thỏ đồ. Đây đây là thỏ. Thỏ này thỏ nó nuôi. Rồi nó bỏ cỏ cho nó ăn. Mình chơi mình cứ đến lên. Rất đẹp. Rồi, cái điều thứ hai này cho nói cho mẹ nha, điều thứ hai này cực kỳ là quan trọng ạ. Điều thứ hai là mình sẽ không cho nó ăn cà rốt á. Đây còn đồng rô, cho đồ cũng còn chết. Cái mấy cái này nè. Hả? Hả? Bí cũng được. Này này này. Này. Dụ cho nó có. Này này. Này. Đó mà. Dụ cho nó ăn nha. À, đi 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 vô trong. Đi bây giờ vô trong. Vô trong vườn thỏ luôn. Thỏ nè. Cửa rào nè. Đi đi vô vô đó luôn. Vô vô đó. Đi đi vô con. Đi đi đi. Đi vô trong. Đây 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 cho thỏ nó ăn á. Cà rốt á. Cỏ rồi cho ăn cái gì vậy chứ. Hả? Rồi cái nhỏ mà đợi cho thỏ ăn nè, bút bê thỏ thoải mái luôn. Và đây bị thỏ này có tên là thỏ New Zealand nhé. Rồi bây giờ tính tướng của bầy thỏ này giống như là bầy thỏ này của Mỹ. Và đây đã bị. Đôi tay của bầy thỏ này sẽ đến đây được 300 độ luôn. Giống như là bầy thỏ này đó. Cái này đi, đi ra bắt con bé con này. Em đưa cái ca bố cầm cho em cầm cái đó đi. Kỳ đà, không? Con này con kỳ đà. Cho cái miếng này cho nó ăn đó. Nè nè nè. Kỳ đà. Đôi, rồng hả? Rồng hả? Rồi, chắc như này cũng rồng à. Rồng Nam Mỹ hả? Nó ăn ấy không à? Cỏ nó không ăn không? Ăn hả? Này cũng gì chuột hả? Chuột nó ăn mấy chà bá. Cái này là con rùa nè. Trong kia có con rùa kìa. Con rùa bự. Rùa gì mà bự. Đưa chút gì cho con rùa nó ăn rồi. Rùa mà nó không ăn à. Có chú rùa bự nè. Chuột này, chuột con à, chuột lan, chuột con này, chú rùa nè. Vậy sao rùa này ngã ngửa vậy à? Này 80 tuổi hả? Dạ đúng rồi ạ.
bự già nữa ho. Rồi, trong dân gian người ta hay nói là đây là sự may mắn cho mình nè. Ăn cái gì không? Ăn gì đưa đưa bỏ cỏ cho nó ăn. Rồi, bữa nay mình không cần cho ăn mình luôn. Ăn cà rốt không cỏ. Ha ông no rồi ha, một cu vô là no. Hả? Cho nè, bỏ cho mình dùng cỏ xanh phần quý đỏ mình cho ăn mà nhớ đừng nhắm tay cỏ nha. Đừng bới bàn cỏ lên. Đói 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 à, đói à. Đói ăn. Hai vườn là vườn thấu thua với cỏ. Ở cái bên nè. Cái bên có mấy con này. Dừng heo rồi á, mà không phải. Đợi nữa hỏi thử con gì. Kế tiếp. Rất ngon. À con thỏ nó ăn đây. Rồi mấy cái nhỏ biết cái này tên là gì không ạ? Đúng rồi, bạn này có tên là chuột lem nước, hay gọi là capybara. Lan. Rồi mình đi vào trong luôn đấy, mình đừng có tra trước cửa à, không cái bạn đứng trước cửa đó, mình đi vào trong các bạn đi theo mình đấy. Ăn nước, ăn miếng này, nghe đây. Đói hồi sáng giờ không ai cho ăn, bây giờ ăn gơi gớm. Mập vui rồi, còn vay. Này đâu có cần mà người ta cho ăn đâu, mọi khách du lịch cho ăn cũng đủ no. Đi đi vô. Không à, chuột chuột lan nước. Rồi bạn ơi, cái ngôi nhà trong phòng khách này là hai ngôi nhà của đồng bằng sông Giả nè, mình không có cho ăn cũng như không rời tay vào lòng nha. Con này con gì vậy? Dạ đây là ngôi nhà của bạn Tròn Hôn hay gọi là Tròn Xạ, và đây là chủ nhân của cà phê Tròn đó. Rồi anh chàng này hoạt động về đêm nha. Còn phía dưới này, bên này là loài bò sát, bên này có tên là kỳ đà bông, giống như rồng condor thôi, nhưng bạn này có tên là kỳ đà bông. Bạn này ăn thịt cho nên các con cũng không rờ tay vào, mình ngắm thôi nha. Mình rờ tay vào là mình mất ngón tay đó. Chú nói thiệt đó chứ không có giỡn đâu. Mình rờ tay vào là mình còn 9,5 điểm. Không, mình còn 9 điểm thôi, chứ chưa tới 9,5 điểm như thầy Hống đâu. Thịt sống thành thử mình không có đụng tay vô. Phần này thành thử nó làm không phải trồn hương á, còn này là kỳ đà bông, loại này nó ăn thịt sống thành thử mình không có đụng tay vô. Nó là ở đâu phần ông diếm. Phần ông diếm à. Quay vòng coi cho mọi người chiêm ngưỡng có những thú gì mình quay. Chứ có anh thỏ bên kia bệnh sao bỏ riêng. Cái này cái gì? À con tê tê đó. Ồ tê tê. Dân rừng nó kêu một chút nè. Tê tê. Không có đâu, con này nó khi mà nó đụng á nó quấn tròn lại như cái banh á. Tê tê mà dân thảo rừng ta kêu một chút đó. Loại này nó thường ăn kiến. Kiến đồ á. Ngồi khác. Chuột mà đi qua vùng khác con quay hết trong mọi người chiêm ngưỡng. Giờ nên thuận mình ghé vô vườn thú. Đó,
để mình tham quan qua vườn thỏ rồi bây giờ mình qua nơi khác. Này phần này cá. Màu trắng. Cá trời màu trắng. Cá trời kia anh ngủ nè ha. Bự anh ngủ nè. Anh ngủ à. Quá trời luôn cá trời. Nó cũng cá dòng họ đó. Nó nằm ở trong á, cái ở trong mình thấy là cái này nè. Ở trong nó bằng chứ mà cái kính á mình thấy nó. Cá gì đây nó nằm tốt như này. Cá đủ loại cá màu. Cho mọi người chim ngưỡng khách đông á, đi quá trời luôn. Lỗi con này con gì vậy? Sóc. Sóc hả? Hay ha. Cái này bạn này ăn rất là dễ thương luôn. Đó. Sóc. Sóc sóc Mỹ. À, từ chạy từ tập à. Nó trèo lên là nó chạy. Các bạn tập thể dục ha. Tập thể dục quay. Rồi. Còn cái tiếng nhỏ có thấy cái cô bác bạn biết thằng kia không? Chồm cái này chồm. Chồm. Chồm gì? Chồm phi. Chồm này mình coi thấy giáo động vật rồi. Chồm phi nó thường ở bề đất. Ở bề đất nó mồi hang được. Ở đây mình cũng có mà. Tối nay ăn cái gì biết gì? Họ chồm ăn thịt. Đồng quá mà chụp phải hai ba con rồi chứ. Gà đầu trên kia nữa gà. Đầu trên nào đâu nữa? Đâu có hết rồi. Cái trời ơi, tôi vô hốc cây quắt nha. Làm hốc cây nhỏ nhỏ thôi chứ bự quá phật tay vô tới cũng khôn à. Khách du lịch tới rất đông. Đi vô trong. Trong này chim à. Chim công rất nhiều.
Đi vô lúc trong là nó chạy vô trong hết. Dạ, có đồ cho nó ăn nữa hả? Đổ 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 ra. Đây đây. Có đây cho nó ăn miếng này. Công nè. Con. Công á. Công chim đầy đủ vườn thú. Ui quá trời chim mà loại chim. À đâu á. Công có cửa luôn à. Cái cửa công nè. Cường công nè, đúng không? Cái cựa gai á, con nào cũng lấy cái cựa như cựa gai á. Cho nó ăn. Anh đá mấy con bồ câu ấy chết hết rồi. Công bạch kia đuôi nó dài vậy nè. Đuôi công bạch nó dài đúng không? Gà phải chứ. Bỏ xuống cho nó ăn. Bỏ nó. Bỏ cho nó ăn chứ. Gà gì á chứ đủ loại. Chim bồ câu công rồi gà gì kia này chắc kêu gà gì á. Vô trong để mình quay hết cho mọi người. Rồi bây giờ chúng ta thôi di chuyển thêm lên này nè, mình lên trên đây đi à, mình lên mình gặp bạn Thiên Nga đi nha. Thiên Nga bây giờ đi Thiên Nga ngẫm heo kia đi qua Thiên Nga. Thiên Nga đen cũng như ngỏng vậy gì đâu. Con kia nó màu trắng. Rồi đây là Thiên Nga đen rồi bạn này đó. Đó, đi xuống nói không? Hai bạn cộng ấy cộng vô thành trái tim ấy. Một cộng chưa? Cộng tiếp nữa nha. Thiên Nga đen buồn thú đầy đủ ở Thiên Nga. Anh ngỏng anh đói á, bỏ cỏ cho anh ăn, bỏ cỏ cho anh ăn ngỏng á. Con công này kia đuôi đồ nó dài quá. Loại chim loại đồ ở đây chú công đổ xuống cho nó ăn chim ngỗng rồi đi bây giờ mình đi di chuyển qua bên kia coi thử dẫn viên dẫn tới cái địa điểm gì mình quay cho mọi người chim ngưỡng luôn. Tất cả loại chim loại đồ là cũng ở đây cũng rất nhiều. Nữ mình di chuyển cá sấu. Cá sấu. Cá sấu nè. Rồi chúng ta có lợi ngắm cái túi hàng nhiều đi, cái coi ở đây nè. Cái túi hàng nhiều cho này đem coi nhé con. Cá sấu này chắc cũng còn con sao cũng nhỏ à. Nó quá trời luôn. Cá sấu nè. Chắc này cũng còn con à. Cá sấu này cũng còn con à ha. Dưới này cũng có cá gì dưới này nữa nè, cá nhỏ. Mòn đó hả? Rồi bạn tự ăn thôi con.
Đói đâu ăn đó. Dạ rồi, và sau khi chúng ta thấy được bạn cá sấu rồi đó thì mình sẽ di chuyển cho em qua ngôi nhà của loài chim lớn nhất thế giới nè. Cá sấu thì mình nhắm thôi chứ mình không có chơi được đâu. Nên mình nhắm thôi rồi bây giờ mình đi theo chúng ra các bạn nhỏ thôi.